Thì nhân tiện em ở quán đồ cũ thì em sang cái khu bày bán bếp từ, bếp ga các thứ, em quay cho một số bác có hỏi về bếp từ, bếp ga nên tiện em sẽ quay luôn. Thực ra mấy bếp ga này thì trước em cũng quay rồi, với lò vi sóng đầu kia thì em quay rồi, thì các bác ghé vào đấy xem giúp em cả. Em úp ở bên kỹ sư Nhật Bản đấy. Còn đây là có mấy bếp từ trước em chưa quay thì em quay cho các bác xem. Đây có cái bếp từ của hàng Yamabin. Yamabin là hàng gì? Yamabin IH có tên là cao tần rồi. Có mã là S1460G. Con này có giá tầm 2 triệu, hơn 2 triệu 2 một chút thôi. Nó khá là nặng, nhẹ nhưng mà nó gọn nhưng mà nó khá nặng, với có cái chân giữa gì đấy này. Đấy, ở trên có gỗ và nếu mà có tách riêng ra thì cũng ok. Nó buộc luôn vào giữa đây rồi. Khá nặng tầm ít phải tầm 7 8 cân. Thì còn bảo hành 3 tháng. Điện thì Yamazen này thì là của hàng nội địa Nhật thôi, thì nó điện 110 thôi. Không biết nó ở phía sau em đang ngó xem thấy không. Không thấy ghi luôn. Không thấy ghi các bạn. Thì nó cũng là tắt bật rồi tăng nhiệt rồi thì start rồi hẹn giờ này, tăng giảm nhiệt độ này. Công suất từ 300W đến 1500W. Hai bếp hai bên thì có hai cái điều khiển, hai bàn điều khiển hai bên đấy. Đây là một cái bếp từ, giữa này là một cái khác của thằng Hiroshima. Thì con này đắt hơn chút, con này 3,5 triệu. Con này cũng hai bếp hai bên thì cũng có hai cái bàn điều khiển, cũng là tăng giảm rồi tắt bật tăng nhiệt các thứ đấy, tham mự thời gian, giảm thời gian, tăng thời gian. Con này có cũng là công suất từ cao nhất là 1400W, hàng sản xuất 2017, hàng của nội địa thôi. Hàng này Hiroshima này là của hàng Nhật Bản thôi. Đây là có hai cái bếp từ này thôi đấy. Bên này là một đống cái bếp ga thì hôm trước em quay rồi. Ở đây có một cái bếp từ nhỏ, một bếp từ ăn lẩu, con này giá 700.000 của Panasonic. Con này rất ok đấy, em thấy con này rất ok. Con này công suất từ 75W cho đến 1400W, giá 700.000 1 kWh. Panasonic KZPH33K có giấy hướng dẫn sử dụng và các thứ trên này, có sau ghi tem, có ghi nguồn điện. Hàng này thì toàn chữ Nhật này, chắc là thị trang dành riêng cho thị trường Nhật Bản thôi. Thì nó chỉ có dùng cái dòng điện 100 của vôn của Nhật Bản thôi. Về nếu về Việt Nam thì cũng mất thêm cái công cho vào cái cục đổi nguồn. Trong cái này thì nó có ghi hết trong này, nhưng mà người ta dán bọc kín lại rồi nên là không coi được ạ. Đây là một số bếp nấu lẩu khác, một bếp nướng khác. Trước em mua một cái 500.000 ở đây, kiểu như này. Đây là một đống cái bếp gì nhỉ, lò vi sóng nướng. Ở bên này là mấy cái nồi cơm này, em quay cho các bác xem mấy cái nồi cơm. Và cái một số bác có hỏi bình giữ nhiệt rồi bình siêu tốc. Siêu tốc thì đây, cái siêu tốc đây, cái này có 70.000 à. Này 70.000, cái này là của hãng gì đây, không có hãng gì, của Tabo Kito có 70.000 à. Con này 70.000, rẻ quá nhỉ. Nhà em đang có cái ở nhà, nhiên là sản xuất ở Made in China thôi. Em có cái ở nhà, bao nào mua em bán cho luôn cái như này, đẹp hơn cái này, có hộp luôn. Em mua đắt hơn như này. Thì đấy, tiếp theo là một cái này là cũng là nấu nước sôi mà. Cái này có 200, hơn 220. Này cũng 350. Cái bình nấu nước, cái này hàng rồi 2010. Cái này là không thể ghi năm sản xuất. Bên này là một cái nồi cơm bình thường, có giá 900.000, đắt thế nhỉ. Nồi này nồi bình thường thôi, chứ không phải là nồi cao tần. Của HR05 của mã hãng gì đấy không biết nữa. Đây này có mấy cái nồi khác, có nồi cơm bình thường. Đây có cái Toshiba
nồi cơm bình thường của Toshiba thôi, sẽ có tắt bật này, rồi hẹn mỗi phút là nhiệt độ bao nhiêu nấu này. Đấy. Có 450 Toshiba rồi là bình thường. Còn bên này là một cái của Panasonic, cũng nồi bình thường thôi, cái này tầm 800.000, các chức năng đơn giản bình thường. Cái này là một nồi cao tần của Toshiba, có rất nhiều chức năng, nhiệt độ này, thời gian này, đặt giờ này, nấu này, tắt bật này. Cái này có giá 1,5 triệu các bác, cao hơn mọi em mọi con phía sau tí nữa em sẽ úp lên cho bác xem. Trước quay được rồi mà em chưa úp được. Bên này cũng có một con cao tần khác của Hitachi, con này giá 4,5 triệu, khá đắt. Này, nồi trong rất là mới trong. Đấy, như mới 1,5 lít. Sao là 1,5 lít nhỉ? 1,534. Này là một nồi thường khác, không phải là cao tần. Sản xuất năm 2018 này, con Hitachi này sản xuất năm 2018. Một số bạn hỏi không 2019, nhưng mà 9 thì chưa thấy bán. 2018 là ok lắm rồi. 4,5 triệu mà, về Việt Nam còn đắt ốm. Đây này là mấy cái nồi hâm, nồi nướng các thứ này. Nồi này nướng 700.000 của Tiger. Bỏ đồ vào đây là quay nướng thôi. Bên đây mấy cái nồi nướng anh em chờ quay nữa. Sao bên này quay có một số anh hỏi máy giặt. Thôi máy giặt chắc là chả quay nữa. Máy giặt lên máy lạnh, tủ lạnh chả quay nữa. Đây ngoài trời nó đang mưa nên là anh em vẫn chưa về được, nên tiện em quay luôn cho bác xem một số con. Em xin chấm dứt video này đây. Đây có rất nhiều đồ khác là phạt này. À đây rồi. Đây đây coi, cái này thì em sẽ quay riêng cho một anh bạn. Vâng, em xin cảm ơn tất cả các bác. Này, nồi này là nồi to nhất nhé. Nồi to nhất nhưng mà nhìn thì nó to thôi nhưng mà thực ra là vẫn dung tích 1 lít. Đây, nồi này thì của hãng Mitsubishi. Có chữ IH này tức là nồi cao tần nhé. Đây. Này là năm sản xuất là năm 99 đây. Bạn nhìn rõ không? Bạn nhìn rõ không? Đấy, dung tích là 1 lít này. Đấy. Của Mitsubishi. Này, lòng nồi đây. Rất dày dặn. Hơi sưng một tíu nhưng mà rất là dày dặn này. Có hai quai cầm hai bên. Không bị nóng này. Đó. Đẹp nhá. Đấy. Một nồi nữa. Có vỏ ngoài nhỏ hơn một xíu so với nồi này. Nhỏ hơn nhá, nhỏ hơn nhưng mà trong lòng nồi thì là vẫn là như nhau nhá, đều là dung tích 1 lít hết. Nồi này thì là của hãng Zojirushi, hãng này rất là nổi tiếng luôn về đồ gia dụng của nó. Và tính cực kỳ bền này. Con này năm sản xuất 2010 nhá. Này, dung tích là 1 lít này. Các bạn nhìn đâu, made in Japan này. Đó. À, có hai nồi này là nồi cao tần thôi. Còn đây là một em máy lọc không khí. Máy lọc không khí này thì là đây. Cho các bạn xem. Này là của Mỹ nhé, sản xuất của Mỹ nhé. Của tập đoàn Z, tên là Atmosphere. Dạ, cái này nó không ghi tên sản xuất nhưng nó có cái công suất ở đây là 60W. Đấy. Dùng điện 100. Đấy. Ok chưa? Có khiển này, có khiển nhét ngay phía sau này, các bạn thấy không? Đằng trước này ấy, thì là tháo rất là dễ đây. Tháo rất là dễ. Chỉ cần lại hai bên là bạn có thể mở ra được. Và mình tháo rời được cái tấm lọc này này. Đây là tấm lọc không khí của nó. Đấy. Mình tháo ra mình vệ sinh các kiểu giống như cái tấm ở điều hòa ấy. Đấy. Thì là rất đơn giản đấy. Đấy.
Này, nó có chức năng tốc độ gió này, đây là thời gian.